Sengoku Di Đại, Nhật Bản, thời chiến quốc. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Thợ Chép Sử. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những diễn biến tiếp theo của Sengoku Di Đại, thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, theo gót chân Oda Nobunaga trên hành trình tiếp theo của ông. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ team bằng việc like và đăng ký cho kênh nhé. Tiếp tục thôi nào. Oda Nobunaga vươn tới đỉnh cao. Năm 1568, khi đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để tiến vào Kyoto, thì một người đàn ông đã xin vào gặp Oda Nobunaga. Người này giới thiệu mình là Ashikaga Yoshiaki, là em trai của Shogun nhà Ashikaga đã bị ám sát trước đó, và ông đã bỏ trốn ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của Nobunaga để tiêu diệt kẻ chiếm quyền. Đây rõ ràng là một cái cớ không thể tốt hơn cho Nobunaga tiến quân vào Kyoto. Kế hoạch rất rõ ràng, với người kế vị ngôi Shogun trong tay, bất cứ ai nếu chống lại ông chính là chống lại toàn bộ Nhật Bản. Ngay lập tức, quân đội của nhà Oda tiến vào và lập lại trật tự tại kinh thành Kyoto. Ashikaga Yoshiaki đã nghĩ rằng với tư cách là Shogun thì ông sẽ có nhiều quyền lực, nhưng Oda Nobunaga lại không nghĩ như vậy. Nobunaga vốn chỉ xem vị Shogun này như một bù nhìn để ông có thể dễ bề hành động. Thật đáng buồn cười khi Shogun là một vị trí để khống chế thiên hoàng, giờ đây chính Shogun lại bị khống chế ngược lại. Không thể chấp nhận điều này, Yoshiaki đã kêu gọi sự trợ giúp để lật đổ ngược lại nhà Nobunaga. Nhà Asakura nghe theo, nổi lên chống lại nhà Oda và đã bị Nobunaga tuyên bố là kẻ thù của nước Nhật. Từ Kyoto, Nobunaga hành quân đến lãnh địa của nhà Asakura đi qua đất của nhà Azai. Nhà Azai lại có mối quan hệ với nhà Oda khi em gái của Nobunaga đã được gả cho lãnh chúa nơi đây. Nhưng ngay khi Oda Nobunaga vừa hành quân vào đất của nhà Azai, ông lại nhận được tin nhà Azai đã liên minh với nhà Asakura chống lại ông, khiến cho quân đội của ông bị bao vây giữa lãnh địa của hai kẻ thù. Quá tức giận với sự phản bội này, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra việc ở trong vòng vây quân địch là quá nguy hiểm, Nobunaga đã ra lệnh chia nhỏ lực lượng và lui quân bằng đường rừng để tránh thế địch mạnh. Sau khi quay lại Kyoto an toàn, mục tiêu lúc này của Nobunaga là trả thù nhà Azai bởi việc đã phản bội ông. Ông ra lệnh tập hợp quân đội, kêu gọi đồng minh hỗ trợ mình. Tokugawa Ieyasu và Toyotomi Hideyoshi chính là hai cánh tay đắc lực mang lực lượng đến hợp quân. Tháng 7 năm 1570, đại quân đã tiến vào lãnh thổ của nhà Azai. Liên minh Azai và Asakura cũng nhanh chóng mang quân đến ứng chiến. Họ giáp mặt tại bờ sông Onagawa. Quân đoàn nhà Tokugawa sẽ giao chiến với nhà Asakura. Còn Nobunaga, với tất cả sự giận dữ, muốn chính tay tiêu diệt nhà Azai bởi sự phản bội. Tiếng va chạm của vũ khí và tiếng hét xông trận của các samurai hai bên có thể được nghe thấy từ rất xa. Dòng sông bắt đầu nhuộm đỏ màu máu khi trận đánh bắt đầu diễn ra. Quân Azai với lợi thế địa hình quen thuộc dần dần áp đảo. Thậm chí một samurai còn vung kiếm vào thẳng vị trí của Nobunaga nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại ngay trước khi mũi kiếm đâm trúng ông. Quân Oda bị buộc phải co cụm phòng ngự. Đúng lúc này, phía bên kia chiến trường, quân của Tokugawa đã đánh bại Asakura và ngay lập tức đến tiếp viện cho nhà Oda. Quân của Azai đến lúc này đã bị bao vây bởi hai phía, bắt đầu tan rã và bỏ chạy. Quân Oda dù toàn thắng nhưng với quân lực đã kiệt quệ, họ buộc phải rút quân quay lại Kyoto. Nhưng ngay khi quân Oda rút về Kyoto, một gia tộc khác là nhà Miyoshi cho rằng nhà Oda đã tiếm quyền Shogun nên lợi dụng lúc này để gây chiến. Họ đã liên minh với Ikko Iki, một nhóm chiến binh Phật giáo vô cùng thiện chiến, có một lâu đài ở khu vực Honganji mà ngày nay là khu vực thành phố Osaka. Vì thế Nobunaga quyết định phải tiêu diệt những nhóm Phật giáo thiện chiến này. Hơn 30.000 quân Oda ngay lập tức bao vây toàn bộ lâu đài và ra lệnh tấn công. Ikko Iki ngoài việc thiện chiến, họ còn có một vũ khí cực kỳ nguy hiểm, đó là súng hỏa mai. Từng đoàn quân của Oda xông lên đều bị bắn hạ và buộc phải rút lui. Không thể công phá, quân Oda chuyển sang bao vây tòa lâu đài và đây chính là cuộc bao vây lâu nhất trong lịch sử của nước Nhật. Có thể bạn không tin, nhưng nó kéo dài đến tận 11 năm. Cùng lúc đó, Oda tiến quân đánh Enryakuji, một tu viện Phật giáo trên núi Hiei, ngay ngoài thành Kyoto thuộc quyền của Ikko Iki. Rút kinh nghiệm từ những cuộc chiến trước với những chiến binh Phật giáo này, Oda Nobunaga đã ra một mệnh lệnh khiến cho tất cả phải kinh sợ. Ông cho người bao vây toàn bộ ngọn núi, đốt trụi nó và giết sạch tất cả ai tìm cách chạy ra, bất kể là trẻ em hay phụ nữ. 20.000 người đã bị giết chỉ trong vòng một ngày trước sự tàn bạo của Oda Nobunaga. Một năm sau, năm 1571, Nobunaga tiếp tục chiến tranh với phe Phật giáo, đồng thời tiêu diệt luôn nhà Azai và nhà Asakura. Đến đây, toàn bộ vùng trung tâm của Nhật Bản đã nằm dưới tay của nhà Oda.
Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, long tranh hổ đấu. Trong khi Oda Nobunaga liên tục bành trướng lãnh thổ và thế lực quanh kinh thành Kyoto, thì những thế lực khác cũng không thể ngồi yên. Sau sự sụp đổ của nhà Imagawa, thì hai thế lực hùng mạnh nhất bên cạnh nhà Oda là nhà Takeda và nhà Uesugi. Trước tiên, với nhà Takeda, gia tộc này có lãnh địa tại vùng Kai với vị lãnh chúa nổi danh Takeda Shingen, con hổ xứ Kai. Sức mạnh của quân đội Takeda nằm ở đội kỵ binh thiện chiến số 1 Nhật Bản. Từ vùng đất này, nhà Takeda trở thành thế lực khiến cho Oda Nobunaga phải kinh sợ. Tuy nhiên Shingen không thể đơn giản là hành quân đến Owari của nhà Oda, mà luôn phải kiêng dè đối thủ ở tỉnh Echigo, Uesugi Kenshin, con rồng của xứ Echigo. Từ đây mà cuộc chiến giữa hổ và rồng đã đi vào huyền thoại Nhật Bản. Sau khi chinh phục tỉnh Shinanoh, 5 trận đánh giữa Shingen và Kenshin đã diễn ra từ năm 1554 đến năm 1564 và bất phân thắng bại. Trong đó cuộc đối đầu thứ tư đã được sử sách kể lại rất nhiều. Trong lần ấy, Kenshin đã dẫn quân xông thẳng vào đội hình quân Shingen, dẫn đến cơ hội mà hai con người này đối đầu trực tiếp với nhau. Kenshin xông tới, dùng kiếm chém thẳng vào Shingen. Ngay lập tức, Shingen rút cây quạt sắt thường dụng để chỉ đạo quân đội đỡ lấy đòn tấn công của Kenshin trước khi hộ vệ kịp can thiệp. Hai bên bị tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh này cũng chính là thời cơ giúp cho Oda Nobunaga tiến hành các chiến dịch tại Kyoto. Đến khi nhà Imagawa bị đánh bại, Shingen quyết định đã bắt tay với nhà Tokugawa chiếm nốt những vùng đất còn lại của gia tộc Imagawa và trở thành đối thủ nguy hiểm nhất đối với Oda Nobunaga. Trong khi đó, Kenshin vẫn giữ vững lực lượng của mình ở Echigo và chiếm đóng những tỉnh lân cận. Kỹ năng chiến trận của ông đã lên đến mức huyền thoại và được người dân Nhật Bản tôn sùng là vị thần chiến tranh. Kenshin trong thời đại nhiễu nhương này vẫn tỏ ra mình là một người vô cùng trọng danh dự. Ông vô cùng tôn trọng đối thủ của mình. Kenshin và Shingen đã nhiều lần trao đổi thư từ và tặng phẩm. Kenshin còn bí mật gửi muối cho Shingen khi các gia tộc khác cấm cản. Ông tuyên bố thắng lợi của chiến tranh phải bằng gươm đao, chứ không phải là do muối gạo. Năm 1572, khi sức mạnh của Oda Nobunaga đã quá lớn, Shogun hiện tại là Ashikaga Yoshiaki gửi lời cầu cứu đến Takeda Shingen, mong ông sẽ trợ giúp tiêu diệt nhà Oda. Shingen tất nhiên thấy đây là cơ hội cho bản thân mình, chưa kể nguồn gốc sâu xa của gia tộc có mối quan hệ họ hàng, nên ông có đủ tư cách để trở thành Shogun mới. Takeda Shingen bắt đầu hành quân tấn công Mikawa, thủ phủ của nhà Tokugawa. Quân đội của Tokugawa Ieyasu cố gắng chống cự, nhưng tại Mikatagahata, kỵ binh của nhà Takeda hoàn toàn làm chủ chiến trường. Những đợt xung kích của kỵ binh khiến quân đội Tokugawa hoàn toàn tan vỡ. Tokugawa Ieyasu trở về lâu đài của mình với chỉ chưa đến 30 người còn sống sót. Trên bờ vực của sự diệt vong, may mắn lại đến với Tokugawa Ieyasu khi Shingen đột ngột qua đời. Có người nói rằng do ông bị ám sát bởi ninja hoặc bị bắn lén, cũng có thể là do bạo bệnh. Nhưng không thể phủ nhận điều này đã giúp cho Tokugawa Ieyasu có đủ thời gian để tái bố trí lại lực lượng của mình. Nghe tin Shingen đã chết, Kenshin đã khóc lớn bởi mất một đối thủ tâm giao. Ông thề rằng sẽ không bao giờ tấn công lãnh địa của Takeda thêm một lần nào nữa. Con trai của Shingen, Takeda Katsuyori, là người lên thay thế. Katsuyori thực chất không phải là người con đầu và cũng không phải là người được sự tôn trọng của tướng lĩnh. Và bởi cái bóng quá lớn của người cha đã khiến cho ông gặp nhiều khó khăn khi lên nắm quyền. Ông quyết định tiếp tục tấn công vào lãnh địa của Tokugawa. Mục tiêu lúc này là lâu đài Lagashino, nhưng đã gặp phải sự chống cự quyết liệt. Chưa thể công phá lâu đài, quân của Takeda đã tiến hành bao vây, mặc cho việc đại quân của Tokugawa Ieyasu và Oda Nobunaga đang tiến về để giải vây. Quân Takeda chỉ có số lượng bằng một nửa của liên quân Oda Tokugawa, nhưng kỵ binh Takeda vẫn là mối nguy hiểm lớn. Để chống lại, quân Oda đã sử dụng trọng nhọn để chặn đường của ngựa chiến, đồng thời bố trí súng hỏa mai phía sau, liên tục nổ súng vào đoàn kỵ binh đang xông đến, sau đó dùng giáo xông vào chiến trường. Quân của Takeda bị tàn sát gần như toàn bộ. Từ một đoàn quân thiện chiến dưới thời Shingen, giờ đã bị đánh bại hoàn toàn. Katsuyori rút quân về Kai và cầu cứu kẻ thù năm xưa là Uesugi Kenshin. Vận mệnh của Nhật Bản lúc này lại nằm dưới tay của Kenshin, người được mệnh danh là vị thần chiến tranh. Hy vọng cuối cùng của những thế lực chống cự lại liên quân Oda Tokugawa và một cuộc chiến thay đổi lịch sử sắp sửa diễn ra. Hồi kết của Sengoku Jidai sẽ diễn ra như thế nào? Hãy chờ xem tiếp phần 3 nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!